Trận nuôi mèo kinh dị làm náo loạn chung cư, cảnh sát phải ra tay tìm sự thật. Trước sự kinh hãi và phẫn nộ của cư dân khi 15 con mèo rơi từ tầng 16 xuống đất chết thảm, cảnh sát phải điều tra tìm nguyên nhân. Sự việc đáng sợ mới xảy ra tại khu Hà Bắc, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Những người dân sống ở một tòa chung cư sợ hết hồn khi gần như cùng lúc có 15 con mèo từ trên trời ập xuống, tất cả đều không thoát chết đi rơi xuống sân. Họ nhận ra những con vật đáng thương này đều rơi từ tầng 16. Mọi người xem xét và nhận ra 15 con mèo xấu số đều được nuôi như thú cưng, không phải động vật hoang dã. Xót thương những con vật đáng yêu chết thảm, nghi ngờ có kẻ tàn nhẫn vứt chúng từ trên cao xuống, một số người cáo cảnh sát, đề nghị điều tra hành vi ngược đãi động vật. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, song câu trả lời lại không như mọi người nghĩ, không có vụ ngược đãi động vật nào cả. Trận mưa mèo thảm khốc này là tai nạn ngoài ý muốn. Theo tiết lộ từ cảnh sát khu Hà Bắc, gia đình ở tầng 16 nuôi đến gần 30 con mèo. Vì có việc, chủ của đàn mèo không ở nhà trong thời gian dài nên đã nhờ người thân chăm sóc. Người này không thể kiểm soát được đàn mèo nên hôm đó phải gọi điện nhờ lực lượng cứu hỏa đến giúp để bắt chúng lại. Trong lúc cố gắng trốn chạy, tránh né để không bị bắt vào chuồng, một số con mèo cuống lên nhảy xuống từ cửa sổ bếp chưa được đóng kín, tạo thành bi kịch. Không có ai ra tay tàn nhẫn ném mèo từ trên cao xuống. Sau đó, lực lượng cứu hỏa cũng xác nhận họ có đến hiện trường sau khi được đề nghị giúp đỡ. Đàn mèo quá đông, vị trí lại phân tán nên họ gặp nhiều khó khăn trong việc xua chúng vào lồng. Trong quá trình đó, một số con do hoảng sợ đã nhảy vọt qua cửa sổ. Theo một tình nguyện viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật địa phương, khu chung cư xảy ra vụ tai nạn có nhiều người già và trẻ nhỏ. Những người chứng kiến đàn mèo rơi xuống chết thảm đều rất ám ảnh. Vì vậy, mọi người nên có ý thức và trách nhiệm hơn khi nuôi thú cưng để đảm bảo cho chúng một cuộc sống an lành.